hở eo tử cung có thể gây sinh non mẹ ơi đừng chủ quan có ít phụ nữ biết về tình trạng hở eo tử cung và thường không biết cách phòng ngừa phát hiện hoặc làm thế nào để chữa trị chứng bệnh này vậy hở eo tử cung là gì hở eo tử cung khi mang thai có nguy hiểm không hãy cùng tìm hiểu nhé eo tử cung nằm ở đâu tử cung của phụ nữ có cấu tạo gồm các phần đáy tử cung thân tử cung eo tử cung và cổ tử cung eo tử cung là phần nằm nằm ở giữa thân tử cung và cổ tử cung Vị trí này là nơi các thành của tử cung thu hẹp dần kích thước về phía cổ tử cung ở phụ nữ chưa mang thai. Eo tử cung luôn đóng kín và chỉ mở trong các kỳ kinh nguyệt để dòng máu kinh thoát ra ngoài. Còn ở phụ nữ mang thai, eo tử cung sẽ đóng cho đến khi chị em chuyển dạ. Lúc này, cổ tử cung có hiện tượng bị xóa mở để thai nhi và các phần phụ của thai nhi ra ngoài. Hở eo tử cung là gì? Tình trạng cổ tử cung mở trước và trong khi mang thai gọi là hở eo tử cung. Hiện tượng này thường xảy ra ở tuần thai thứ 16 trở đi, do lượng ối nhiều hơn gây chèn ép cổ tử cung dẫn đến cổ tử cung mở dần và có thể gây vỡ túi ối. Điều này sẽ khiến bà bầu bị sảy thai hoặc sinh non, hiểu một cách nôm na thì hở eo tử cung là tình trạng cổ tử cung bị suy yếu nên không thể giữ được thai nhi ở trong buồng tử cung. Từ đó, túi ối bị sa xuống âm đạo khiến bà bầu có nguy cơ sảy thai, vì sao bà bầu bị hở eo tử cung? phụ nữ bị hở eo tử cung thường do các nguyên nhân sau đây cổ tử cung ngắn bẩm sinh có tiền sử nạo phá thai quá trình nạo phá thai trước đó khi nong cổ tử cung đã phá vỡ cấu trúc lỗ trong tử cung có tiền sử phẫu thuật tử cung nhất là phẫu thuật cắt chóp hoặc cắt đoạn cổ tử cung cách phát hiện hở eo tử cung hở eo tử cung không thể phát hiện bằng ngoại quan vì vậy bạn nên đi khám thai định kỳ để phát hiện các bất thường có thể xảy ra. Việc siêu âm có phát hiện hở eo tử cung nhờ vào các dấu hiệu thấy được từ các hình ảnh siêu âm như sau. Chiều dài tử cung nhỏ hơn 25mm, cổ tử cung có sự thay đổi trước 24 tuần thai, đầu ối thành lập. Phần thai hiện diện ở cổ tử cung hoặc âm đạo, chiều dài cổ tử cung và hình dạng lỗ trong cổ tử cung có dạng T. I, V, U, lỗ trong cổ tử cung có hình phễu, hở eo tử cung có nguy hiểm không? Hở eo tử cung là tình trạng nguy hiểm vì có nguy cơ đe dọa sinh non hoặc sảy thai. Vì vậy, bạn cần điều trị ngay để bảo vệ thai nhi nhé. Cách chữa hở eo cổ tử cung như thế nào? Bác sĩ có thể chữa hở eo tử cung cho bạn bằng phương pháp khâu vòng cổ tử cung. Tuy nhiên, thủ thuật này chỉ có thể thực hiện khi thai phụ hội tụ đủ cùng lúc các điều kiện bao gồm: Tử cung không có cơn co tử cung, không có hiện tượng ra máu, không bị viêm màng ối, thai phát triển bình thường. Bà bầu không bị viêm nhiễm đường sinh dục cổ tử cung mở dưới 2cm và xóa dưới 80%. Chưa thành lập đầu ối, nếu bạn chỉ có một trong các điều kiện trên, bác sĩ không thể thực hiện thủ thuật khâu vòng cổ tử cung. Sau khi tiến hành thủ thuật, bạn cần nghỉ ngơi tại chỗ và dùng thuốc giảm co bóp tử cung. Thuốc kháng sinh để chống nhiễm khuẩn. Sau khi xuất viện về nhà, bạn nên hạn chế vận động ít nhất trong vòng một tuần đầu. Chị em nên đi khám định kỳ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu âm đạo và đau bụng, bạn phải đến bệnh viện kiểm tra ngay nhé, khi thai được 36 tuần tuổi, bạn cần đến bệnh viện để bác sĩ cắt chỉ khâu. Trong trường hợp thai phụ chuyển dạ sớm, bác sĩ phải cắt chỉ khâu ngay khi chuyển dạ để tránh nguy cơ vỡ tử cung. Hở eo tử cung không phổ biến, vì vậy chị em thường ít nghe đến tình trạng này để đề phòng. Tuy nhiên, hở eo tử cung có thể gây hậu quả nghiêm trọng như sảy thai hoặc sinh non, đe dọa tính mạng của thai. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé, hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.